Tiếp tục chào đón quý vị với một clip tiếp theo. Hôm nay em giới thiệu đến quý vị đôi loa cổ, loa của Anh, dòng loa cổ loa Anh, loa Westheim W70. Dòng dòng loa này thiết kế ván hở phía sau, đằng trước là ê căng liền. Tất cả mép trên và mép dưới đều thiết kế với lại ván vét kiểu như ván phào hất ra, rất là đẹp, rất là điệu. Đây quý vị nhìn cái chỉ ở phía dưới đây, nó làm vẩy ra khoảng độ 5 đến 7 phân, rất là đẹp. Đôi loa này khá là to quý vị ạ, khá là to, một mình chắc chỉ di chuyển được 5 đến 10 mét, bắt buộc phải khênh, bắt buộc phải khênh. Còn tất cả các dòng loa bãi, loa của Anh, Đức, Pháp hay là Mỹ, dòng loa, mỗi dòng loa nó có một cái hay riêng, không có loa nào là giống cái nào cả. Về phối ghép thì tùy từng tai, mỗi người một kiểu, mỗi bác một kiểu. Bác thì thích bát nặng, bác thì thích không bát vừa phải và tép trung lại sáng, nên là nghe âm thanh thì không ai giống ai cả, nhưng mà nó vẫn có một cái điểm chung là nó phải hay mềm. Còn với em thế thôi, em test các dòng loa này đưa đến cho các bác là những cái lời nó đạt được mức tầm vừa như này, bởi vì em quay qua điện thoại nên là cái chi tiết đến tai quý vị nó không thể bằng cái phòng thu âm cao cấp hoặc máy quay chuyên nghiệp được. Quý vị nào muốn chi tiết hơn thì đeo tai nghe và giúp em. Cái thứ nhất, cái thứ hai là em test đây để giới thiệu đến quý vị là hình thức, chất lượng và giá thành. Còn quý vị nghe qua điện thoại này nó cũng chỉ được đến 50-60% là tốt thôi. Còn sau đây em mời quý vị trải nghiệm một bản test. Em sẽ test các loại nhạc. Rồi khi nó đã xử lý được tất cả các dòng nhạc, nhạc hay hay nhạc không hay rồi, mà đã xử lý được đến tai quý vị nghe thấy hay, thì chính là đôi loa này nó có thể xử lý được. Mời quý vị bắt đầu. Tạm dừng. Chỉ cần test như vậy là quý vị đã biết rằng là những dòng loa cổ này nó đưa đến tai quý vị nó quá là ấm áp, tiếng đưa đến quý vị rất là ấm, rất là mềm mại, nhẹ nhàng, không ồn nào. Tất cả những dòng loa cổ này, báo cáo quý vị là nói đến loa này thì như em đã nói rồi, nó phối ghép nó rất là cầu kỳ, mỗi tai một khác,
Có bác thì chỉ muốn nghe tép mới lại chung nó khá thôi, bát thì vừa phải. Đấy nên là những dòng loa cổ loa anh này thì nó chiều tất cả quý vị là các dòng nhạc này, bolero, trữ tình, nhạc cổ điển, rồi tình chiến. Sau đây em sẽ giới thiệu về kích thước đôi Wick Talent cho quý vị. Chiều cao của em nó, chiều cao của em nó là 61,5 phân, 61,5 chiều cao. Chiều sâu, chiều sâu của em nó là 36 phân. Còn chiều ngang, chiều ngang của em nó là 59,2 phân, 59,2 phân. Đấy, 59,2 phân. Và các quý vị đây, như lúc trước em đã nói, em thì không biết cái này nó gọi là cái gì nhận phào, nhưng nó thiết kế đây một cái hớt chỉ giật cấp như một lượt phào luôn, thiết kế rất là cổ kính nhé, rất là cổ kính, được chưa, rất là cổ kính. Đây viền mép bên dưới này cũng vậy, bên dưới này cũng vậy, hàng còn zin nhé, zin từ nước sơn cũ. Quý vị nào muốn đẹp về lau vệ sinh đánh vách ni, còn bọn em bán hàng thì em phải giữ độ zin này của em, nó giữ zin như này nó mới có giá trị. Chứ còn nếu em đã động vào dọn dẹp lau chùi thì nó lại mất cái giá trị, nó lại thành hàng em đã tuốt đã sửa quý vị ạ. Bán hàng đấy em, cái zin quý vị cần nó là zin ở cái đấy đấy, đấy. Giá của đôi loa Wick Talent, đây đây là đôi loa Wick Talent W70. Lúc sau em sẽ quay phía sau thôi. Giá của đôi loa này là 19.900.000, 19.900.000 quý vị nhé, 19.900.000. Sau đây em sẽ quay quý vị từ từ, em lật đây, em quay phía sau, phía sau của em nó đây. Em nó thiết kế thùng vách ván hở, mà vách ván thì rất là chắc đặng, chứ không phải đơn giản như đôi loa này. Đôi loa này em đã khui thùng rồi, quý vị nào cần chi tiết em gửi chi tiết đâu. Đây đôi loa Wick Talent, model của em nó đây, model W70, trở kháng 8 ohm, trở kháng 8 ohm nhé, nó loa anh. Giá 19.900.000. Để có những đôi sở hữu những đôi loa này nó cực kỳ là khó đấy, bởi vì là để đưa được nó về đến đây, với nhiều người thì nghĩ những đôi loa này thì bình thường chưa phải là giá cao lắm, nhưng có một số đôi loa vài chục triệu hoặc là gần trăm triệu, các bác nhiều bác đã ghê là đây cái gì nói rất là tục, cái đéo gì đắt hơn cả vàng, trăm triệu đó là gì bác, có nhiều trên nước mình còn nhiều bác ghê những bộ loa còn vài tỷ, vài chục tỷ, trăm tỷ các bạn, chứ đang mấy 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 chục triệu đó là gì đâu mà vàng, mà có nhiều con đôi loa nó quý hơn vàng thật, nó chắc chắn nó sẽ quý hơn vàng. Bởi vì tại sao, các bác có thể mua vàng chỉ 50 phút là mua được vàng luôn, chỗ nào cũng có bán, nhưng mà loa này 50 phút bác không thể tìm mua được đâu, cho bác 50 ngày cũng chưa chắc. Có những đôi loa quý đấy, đấy là đôi loa phía bên này, còn đôi loa bên đây thì đây Wick Talent tất cả logo em nó đây. Bên trong thiết kế một bát 30, nó phải 32-33 đấy, em đo đây là 30, nhưng mà 30 là cái ván khoét này thôi bác ạ, còn nó còn xung quanh nó còn viền loa để nó vít ốc, thiết kế với ba loa nhá. Còn loa chung của nó, loa chung nó bát nó phải tầm 22-25, có clip đã khui rồi, khui hàng rồi, quý vị cần chi tiết gửi clip khui hàng. Bác nào có nhu cầu thì alo đến 0911 169 961, em chuyển hàng toàn quốc, chuyển tận nhà cho quý vị. Em trân trọng cảm ơn.